Xin chào cô ba anh chị và các bạn, chào mừng cô ba anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em lại trở lại để lên sóng giới thiệu cho cả nhà về một mẫu xe i10 bản sedan, bản hai đầu cả nhà nhé. Xe sản xuất năm 2016, bản nhập Ấn Độ. Chiếc xe này thì rất là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nhé. Dòng xe nhập thì nhìn thân vỏ của nó thì vô cùng cứng cáp này. Xe có nước sơn màu bạc. Bên em đang bán với giá là 305 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Grand i10 thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe cả nhà nhé. Xe này là bản số sàn, động cơ 1.25. Xe có màn hình Android, cảm biến lùi đầy đủ, camera lùi đầy đủ cả nhà nhé, camera lùi đầy đủ luôn ạ. Chiếc xe này nó chỉ có hơn 1 chấm thôi nên là chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nó rơi vào tầm cỡ khoảng 6,5 lít trên 100 km đường hỗn hợp nhé. Xe thì bao cho cả nhà không đâm đụng, không ngập nước. Chiếc xe này chạy thì vô cùng lành luôn, vô cùng lành luôn cả nhà nhé. Và bây giờ là chúng ta đã xem tổng quan về ngoại thất của chiếc xe i10 bản sedan sản xuất 2016. Bên em đang bán với giá là 305 triệu. Các anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Grand i10 thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Và bây giờ mời cả nhà xem tiếp, chúng ta xem đến phần động cơ của chiếc xe này nhé. Dạ, đây là động cơ của chiếc xe này. Tất cả những vẩy màu của QC nhà máy còn nguyên nhé cả nhà nhé. Xe thì em vừa mới nhập về nên chưa kịp rửa máy. Cái này thì em sẽ đi cho dọn rửa sạch sẽ cho anh em, về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Đó. Xe bao chất luôn cho cả nhà nhé. Xe bao chất luôn cho cả nhà luôn. Đó. Xe bao chất luôn. Tất cả đây ạ. Tai đèn này, logo này của nhà sản xuất Hyundai này, tai đèn zin này, tất cả các chi tiết luôn. Sản xuất 2016 thì chúng ta yên tâm về chất lượng. Đây ốc vẩy màu QC còn nguyên này. Khoang máy này thì nó hơi bẩn tí thôi. Cái này thì em sẽ cho đi dọn rửa sẽ sạch sẽ cho anh em luôn. Tất cả các chi tiết. Acquy này, acquy còn xanh lè cả nhà nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây tất cả những ốc đinh tán của nhà sản xuất còn nguyên cả nhà nhé. Ốc đinh tán của nhà sản xuất còn nguyên luôn. Tất cả các chi tiết còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã xem qua đến cái phần động cơ, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn của chiếc xe này nhé. Ở đây chúng ta sẽ xem nắp capo này, nắp capo keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà nhé, nắp capo phẳng lừ luôn này, tất cả các lỗ tròn xe luôn, tất cả các lỗ tròn xe cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ 300 triệu, hơn 300 triệu tí thôi là chúng ta đã sở hữu một chiếc xe đời cao bản sedan của dòng i10 đây ạ, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Vâng, và bây giờ mời cả nhà xem chi tiết ạ. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn này, nhật đằng trước này, cực kỳ đẹp luôn. Mặt ca đăng cực lớn này, bốn xung quanh mặt ca đăng này đều được bọc mạ chrome hết rồi. Đèn thì đèn halogen phản xạ đa chiều cả nhà nhé. Đó, cực kỳ đẹp, đèn hai bên rất là sáng, không hề khác màu. Rất là sáng, không hề khác màu nhé cả nhà nhé. Đây ạ, lốp này, bốn lốp còn tương đối tốt nữa cả nhà nhé. Bốn lốp tương đối tốt luôn, bốn lốp còn rất là dày, rất là mới luôn. Kính này, kính chính là kính zin của nhà sản xuất nhé cả nhà nhé. Kính zin của nhà sản xuất này, xe còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020, xe đăng kiểm còn 1,5 năm nữa cả nhà nhé, còn 1,5 năm nữa đăng kiểm, cực kỳ dài luôn. Đây ạ, chúng ta có thể thấy kính chính này và tất cả các chi tiết này rất là khít đẹp nhé cả nhà nhé, tất cả các chi tiết luôn, rất khít đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Xe nguyên bản nhập khẩu cả nhà nhé, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các chi tiết đây ạ, kính này, kính này là kính zin này, kính này cũng là kính zin này, kính này cũng là kính zin luôn này, cũng là kính zin luôn cả nhà nhé. Đây ạ, lốp này, bốn lốp còn mới đẹp cả nhà nhé, bốn lốp mới đẹp luôn. Đèn này, đèn hậu đằng sau này chúng ta có thể quan sát này, rất là sáng, không hề khác màu, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Chỉ có hơn 300 triệu để chúng ta sở hữu một chiếc xe này thôi. Hơn 300 triệu để sở hữu chiếc xe thôi. Grand i10 bản nhập. Đây ạ.
Kính này là kính zin cả nhà nhé. Kính này là kính zin nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Lốp này. Lốp đẹp này. Lốp đẹp luôn. Kính này cũng là kính zin này. Kính này cũng là kính zin luôn này. Cũng là kính zin luôn. Đó. Kính này cũng là kính zin này. Xe có lắp cảm biến chống trộm này. Đó. Đây ạ. Keo chỉ trên cánh cửa này. Keo chỉ trên cánh cửa luôn này. Bao zin luôn cho cả nhà. Bao zin cho cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Bao zin luôn, học đầy đồ rất là rộng như cả nhà. Rất là rộng luôn. Xe thì gương kính chỉnh điện. Đấy, táp ly táp lô không hề bị bóng mờ nhé. Không hề bị bóng mờ luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đây ạ. Cả nhà nhìn ạ. Xe 2016 nên là xe chạy cực kỳ ít luôn. Vô lăng còn rất là đẹp luôn. Không hề bị bóng mờ, cực kỳ đẹp luôn. Đây màn hình Android đây. Màn hình Android rất là lớn nhé cả nhà nhé. Màn hình Android rất là lớn. Điều hòa, điều hòa mát. Điều hòa cực mát luôn cả nhà nhé. Đây ạ, trần nỉ này. Trần nỉ này. Tất cả những tấm chắn nắng theo xe còn nguyên này. Táp ly táp lô vô cùng sạch sẽ luôn cả nhà nhé. Táp ly táp lô sần đẹp, không hề bị bóng mờ đâu, một chút nào luôn. Số sàn này, tay nắm số này, rất là mới luôn. Ghế bọc da theo xe nhé cả nhà nhé. Cái da này da theo xe đẹp nhé cả nhà nhé. Đây ạ, táp ly táp lô này, đẹp. Táp ly táp lô đẹp nhé cả nhà nhé. Đây, còn ghế sau đây cả nhà nhìn này. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Chạy chiếc xe này thì cực kỳ lành rồi, chúng ta đã biết rồi. Xe chạy được 4.8 vạn. 4.8 vạn cả nhà nhé. Đây ạ, xe chạy được 4.8 vạn. 4.8 vạn chạy cực kỳ ít luôn. 3 năm chạy được có hơn 4 vạn thôi. 3 năm chạy được có vạn hơn vạn thôi. Đây ạ, xe bản nhập Ấn này. Tất cả bản lề cánh cửa này nguyên zin luôn cho cả nhà nhé. Nguyên zin luôn, tất cả các chi tiết nguyên zin luôn cho cả nhà luôn. Đây ạ, tất cả các chi tiết này nguyên zin cho cả nhà luôn. Đây ạ. Keo chỉ không mất một phân. Tất cả những gioăng cao su không hề bị bục vỡ đâu ạ. Rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, hàng ghế sau này. Hàng ghế sau này. Ghế da đẹp nhất cả nhà nhé. Ghế da theo xe đẹp. Rất xịn sò luôn. Chỉ hơn 300 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc xe này rồi. Hơn 300 triệu thôi để sở hữu một chiếc xe. Đời cao. Chạy thì tiết kiệm nhiên liệu. Đây ạ. Tất cả keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà nhé. Bao zin luôn cho cả nhà luôn. Em xin nhắc lại là chiếc i10 sản xuất 2016 này. Bản nhập, bản sedan, dòng sedan bên em đang bán với giá là 305 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc i10 bản sedan này thì hãy liên hệ cho Công Auto theo số điện thoại là 0945 883 950 để hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Đây ạ, tất cả các chi tiết này, tất cả các chi tiết luôn, cực kỳ đẹp nhất cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Keo chỉ nguyên zin luôn. Tất cả những gioăng cao su còn nguyên. Đã, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các chi tiết luôn. Táp ly táp lô sạch sẽ. Học đầy đồ rộng. Gương kính chỉnh điện. Động cơ thì 1.25. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhé. Và vừa rồi thì em đã quay video chi tiết về chiếc xe Grand i10 sản xuất 2016 bản nhập khẩu, động cơ 1.25. Bên em đang bán với giá là 305 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Grand i10 thì hãy liên hệ cho em Công Auto theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cô bác anh chị và các bạn mà đang xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Cũng khi chúng ta ấn nút đăng ký màu đỏ rồi thì nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu về những mẫu xe mới nhất về bên nhà em nhé.
Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.